bưởi lên tao không? Okay.
ันจ้ะ
我，嗨，你等一下，啊，你来，我，那，八，喂，八，七，喂，好，有人在，快点。Đi thang máy không đi cả. Tất nhiên là nếu mà đi tăng tốc không sao. Và nếu đi giày bình thường thì đi bộ không chậm. Ngày xưa hồi mới thành lập, tốc bộ là chạy bộ từ tầng 1 tầng 7. Khoảng độ 6 lần thì xuống. Nhưng bây giờ do cấm rồi, chạy được. Tầng 7 bằng. Các bạn cần phải xác định, không phải là phải giả, không phải mọi người. Những bạn nam, bạn nam cần phải đi bộ hay là ngồi bàn, giả đừng có đi máy. Bạn nữ có thể làm cái tiểu liệu. Bây giờ đổi bài thứ hai nhé. Nhìn này, bây giờ nhìn này. Bùi tay nhá, chống đất lực tất cả, không phải để lực mốc mà là lực nó sẽ dồn hết đến cái chỗ cạnh trên này, cạnh này này, nhìn nhá, nghiêng người này, chân này khoảng khỏi chú ý mọi người chú ý nhìn nhìn hỏi nhiều người thế này không phải nhá mà sống sắc này xong rồi chơi đó bằng nhau rồi. Không phải là người ngửa bụng như này mà nghiêng người, dùng cả lực cơ lưng, cơ bụng, cơ hông, cơ eo, tất cả kéo như thế. Mọi nhớ không? Aerobic của bọn này là cái môn là gym à? Dây này nhỉ? Thấy không? Đó, điều cả. Thì đây thế, ta sẽ tập này. Không một đơn giản như này. Hai, một, hai, một. Có cần mạnh cái này chưa? Bắt đầu nằm nghiêng cái phải dưới, nằm nghiêng cái phải ở dưới cái trái này, cái phải ở dưới mà cái phải thế nào, rồi duỗi ra nào, cái mông nào, tay đây nào, chắc cái này. Đếm 1 ra 2 cô ấy nhá. 1 ra 2 về. 1 2 1 đưa ra 2 về. 1 2 1 2 Nó ngủ ra ấy. Một, hai, một, hai, một, đổi bên, đổi bên, đây là mình đây mình, nào, đổi bên, rồi. Chân phải dài, phải eo thon lại.
mà đừng nhìn những người béo tao đôi đâu không tập gì cả, họ chỉ tập múa thôi. Tôi quăng nhá, tập lên đâu phải cho vòng hai là nó bé rồi. 3 tính thế mà thì ở nhà. Thế nhá, mọi người. Hôm nay đại có phụ tập cái chưa hay không? Không cần
thêm bao để kèm bao không? Chưa, chưa. Mọi người về nhà nhá. Nhắc lại, về nhà thả lỏng, tắm nhẹ nhàng, tắm nước ấm nhá, nước lạnh và đừng làm căng thẳng quá ở đâu đâu. Nếu bạn hôm nay khai cái tông chết rồi thì quán lại như thế nhá. Nếu thì hỏi quá ấy, nhắc lại, tao bảy, đó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, nhún, 1, 2, đó. Thế gọi là dịch kinh ngoài mạng rất gì đó rất tốt trong việc tập chi gì có thể ổn định dịch cân kinh nhá. Mọi người đây nhóm gì nhỉ, ai chưa không, ai chưa vào nhóm nào với mạng ấy, những người chưa vào nhóm đã gặp mình cuối giờ nhá. Rồi rồi. Yeah.